Chào mừng quý vị và các bạn đến ván đấu giữa hai danh thủ Bố Lion và Nguyễn Thành Bảo. Trong ván đấu này, danh thủ Bố Lion của đội cờ tướng Malaysia là người cầm quân đỏ quyền đi trước, và danh thủ Nguyễn Thành Bảo của đội tuyển cờ tướng Việt Nam là người cầm quân đen đi sau. Đây là ván đấu được diễn ra tại giải vô địch cờ tướng thế giới đang diễn ra tại Kuching, Malaysia. Ván đấu được diễn ra trong vòng 1. Sau đây là diễn biến của ván đấu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.